Xin chào thầy, em tên là Hành Ngọc Phiên, là số sinh viên là 11-1-1-2-3-5, đạo đức thực tập lịch sử lý sáng thứ ba. Thì hôm nay em xin giới thiệu về mạng vi đường phiến kết nối với mô đun bề mặt điện đường được hiển bề mặt điện đường. Thì đó là mạng bồ rồi, tớ thì nó bị thiếu trước. Mạch còn có là một bit 18F450 hay xe chốt 74573 và 4 thanh vi định 74 nên chỉ nên được kết nối lại với nhau để được hiển bề mặt điện đường. Thì cách mạch hoạt động là khi ta gửi dữ liệu 6 bit từ RD2 RD7 ra thì cả hai IC chốt để nhận dữ liệu. Muốn IC chốt này nhận dữ liệu thì ta chỉ cần mở chốt IC đó. Thì ở ngõ ra của hai IC chốt thì ta có 12 đường dữ liệu khác nhau. V2, V7, V2 đến V7. 12 đường dữ liệu này thì được chia thành 6 kẹp khác nhau dùng để điều khiển 6 mô đun trên bộ kích thực tập đi xử lý. Ở đây ta chỉ sử dụng module 32 đơn, hiện tại ta sử dụng kẹp V4 và V5. Thì V4 có chức năng là chân cho phép dữ liệu ra 32 đơn. V5 là ta có chức năng là ta dùng để nạp dữ liệu sang xem từ trong hai các IC dịch ra ngoài để điều khiển 32 đơn. Chân RJ2 là ta dùng để dịch dữ liệu nối tiếp đến thanh bị dịch, và RJ0 là dùng để cấp xung clock cho thanh bị dịch. Thì đó là nguyên lý của các bạn. Sau đó em thực hiện là giải thích code em đã viết từ trước. Thì code này là điều khiển module 32 led. Đầu tiên là ta điều khiển 8 led sáng tách là 5 lần. Kế tiếp là 16 led sáng tách cũng 5 lần, và 24 led sáng tách 5 lần, và 30 led sáng tách 5 lần. Thì đầu tiên qua chương trình ta khai thác thư viện. Thì thư viện này là ta đã viết từ trước, dùng riêng cho bộ kích thước tập để xử lý. Thì mỗi chương trình này đã khai báo các button, các nút trên bộ kích và định nghĩa các hàng và viết chưa các đầy đủ các chương trình con hàng các chương trình con. Thì ta cái đấy là ta khai báo y hai đứa y vào chương trình chính. Là đầu tiên là ta setup bộ setup là, và chương trình con này cũng đã được viết từ trước, dùng để cấu hình các bộ d và các bộ để điều khiển hay sửa chốt. Ngoài ta thiết lập định là ban đầu là cho ba y bằng không, tức là mới vô thì ba mươi led được hết, rồi dùng led for 5 lần. Thì chương trình con xuất 32 led đơn 4 bay cũng đã viết từ trước trong thư viện khai báo. Thì trong cái xúc 32 led đơn 4 bay thì cũng có một chương trình còn khác nữa là xúc 1 bay. Thì chương trình này cũng đã viết từ trước. Thì hàm này xúc ra 4 bay thì xúc 1 bay y và 3 bay 0 dùng để sáng ở đó là tech 8 led và delay 200 giây. Cái tiếp là ta đảo thì cái tiếp thì ta đảo thì tiếp tục thì ta xúc ba y này thì sẽ bằng 1, thì tức là 8 lít sẽ sáng. Cứ như thế thì hết 5 lần thì kết thúc dùng lệch for này. Đến dùng lệch for tiếp theo thì dùng lệch for này là xúc 2 ba y và 2 ba không, và thực hiện là sáng tách 16 lít và cũng 5 lần thì kết thúc. Kết thúc dùng lệch for này, nếu dùng lệch for tiếp theo thì tần suất là 3 BI và 1 BI không, cũng sáng tác thêm lần. Còn cái tiếp là ta suất cả 4 BI thì chương trình này thực hiện là sáng tác 32 lệch đơn cũng thêm lần, cứ như thế thực hiện lại để tiến hành biểu dịch chương trình.
để anh lại chương trình.